Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món cá rô phi om với dưa cải muối. Các bạn cũng có thể dùng cá chép thay cho cá rô phi cũng được nha. Thường thì người ta cũng hay dùng cá chép hơn là cá rô phi. Cá rô phi này lúc mua đó mình nhờ tiệm họ làm rồi họ chiên sơ qua, thì về nhà mình đỡ phải chiên. Để làm món này đó mình sẽ có dưa thì chắc chắn rồi ha, mình có cá, mình có một miếng gừng, mình có cà chua. Mình dùng rau ngò, với lại mình dùng rau thì là chính nè các bạn. Rau ngò, ngò này đó mình chỉ bỏ thêm vô thôi. Mình cũng có hành với tỏi phi lên. Mình có một chén nước dưa chua để lát nữa mình đổ lên trên. Còn cái này là hành ở trong dưa chua đó các bạn. Mình vớt ra mình để dưa riêng với hành riêng. Mình cũng dùng khoảng 200g thịt ba rọi hoặc là ba chỉ. Mình có xài miếng ba chỉ đó các bạn, thành ra mình chần á, thường thì mình hay chần ba chỉ mỗi lần mình dùng tới nó lắm. Mình sẽ cho vô một chút muối với một chút xíu chanh. Mình chỉ chần sơ thôi, không có cần kỹ lắm đâu. Nó vừa sôi lên thì mình lấy ra, tại vì mình muốn cho cái da nó sạch thôi. Thịt này hồi nãy mình có ngâm với giấm với muối, ngâm không có lâu, ngâm chừng 10 phút à, tại bạn ngâm lâu thịt nó sẽ tái nè. Mình chỉ cần như vậy thôi. Bây giờ mình tắt bếp, mình đem đi rửa rồi mình cắt. Mình sẽ cắt thịt trước để mình ướp nha các bạn. Thịt này hồi nãy mình có chần sơ qua rồi đó các bạn. Theo ý mình thì mình chỉ thích cắt miếng mỏng thôi nha. Các bạn muốn cắt miếng dày hơn cũng được. Miếng thịt ba chỉ này mình mua ngon là nó nhiều thịt hơn là mỡ. Có một chút xíu mỡ. Giống như là thịt giò heo lóc xương vậy. Dưa cải muối, hôm trước mình có muối. Đến hôm nay là hơn một tuần lễ rồi. Nếu bạn muốn làm dưa cải muối, mình có cái video clip về dưa cải muối đó, các bạn có thể tham khảo nha. Khi mình chần miếng thịt này lên đó, nó cũng có một cái lợi là ngoài cái việc làm sạch cái da ra, da nó mềm hơn một chút, mình dễ cắt. Thường mình không có tin tưởng da heo cho lắm. Bây giờ mình ướp nha các bạn. Thường đó, các bạn biết mình ướp chỉ có mấy thứ thôi. Cho một muỗng cà phê đường, non nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu với một muỗng cà phê bột nêm. Nếu mà các bạn mua bột nêm á, các bạn trước hết phải thử nha, để mình coi độ mặn của bột nêm như thế nào á, thì các bạn mới nêm cho đúng được. Chứ nếu không, bột nêm mà nó mặn quá mà các bạn không để ý đó thì món ăn của mình sẽ mặn lắm á. Các bạn cũng có thể cho thêm một ít hành băm vào đây cũng được, tại vì món heo hay đi chung với hành hơn là tỏi. Mình sẽ cho 2 muỗng cà phê dầu ăn nha các bạn. Dầu này là dầu mình phi hành đó, thành ra nó cũng thơm sẵn rồi. 2 muỗng cà phê nước mắm cho nó thơm một chút. Lớp dầu này cũng ngoài việc làm cho miếng thịt thơm lên, còn dùng để giữ cho gia vị không có bị rớt ra khi mà mình bỏ vô chảo chiên đó các bạn. Bỏ dầu đó phải bỏ sau khi mình trộn gia vị lên nha. Chứ nếu không, lớp dầu nó dính vô thịt trước, nó bám vô miếng thịt đó, thì gia vị nó lại không thấm vô miếng thịt được. Phần trên của ngò đó thì lát nữa mình bỏ lên trên, nhưng mà phần đuôi đó lát mình sẽ bỏ vô nồi cho nó thơm. Ngò này các bạn có thể thái rối ra nha, hay là thái nhỏ tùy theo sở thích của mình. Rau thì là cũng vậy, có rau thì là nó sẽ làm cho món này thơm lắm. Nếu bạn không ăn được rau thì là thì chỉ dùng ngò không thôi, không cần dùng rau thì là. Nhiều người không ăn được thì là. Gừng cũng vậy, gừng các bạn có thể xác lát mỏng hay các bạn đập ra cũng được. Mình không có muốn có nhiều vị gừng trong đó, thành ra mình chỉ xác lát như vậy thôi. Mình không có cắt nhỏ ra hay đập ra. Hành với tỏi lát nữa mình sẽ phi lên nha các bạn. Phi cho thơm. Bạn cũng có thể dùng máy để mà xay hành với tỏi ra nha. Có mấy củ thôi, mình ra mình đập, mình bằm ra thôi. Cà chua thì mình có 2 trái cà chua lớn, còn một ít cà chua nhỏ. Tại vì nhà có sẵn thôi, không bắt buộc các bạn phải dùng 2 loại cà chua nha. Tại vì nhà mình có sẵn á, mình dùng luôn. Cà chua này thì lát nữa mình cho vô trước, cho nó có cái màu cà chua luôn các bạn. Còn cà chua nhỏ mình có đó thì mình để lại, mình cho vô sau, gần chín mình cho vô. Nếu mà các bạn có cà chua lớn hay không á,
Cũng có thể làm như vậy nha, chừa lại một ít rồi khi nó gần chín các bạn bỏ lên, để lại một vài miếng cà chua để lát nữa các bạn để lên cho đẹp thôi. Cà chua này lát nữa mình cũng sẽ xào chung với lại thịt cho nó ra nước. Vậy là mình đã xong phần chuẩn bị rồi nha các bạn. Bây giờ mình đem qua mình nấu. Nồi bắt đầu nóng lên rồi, mình cho khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn nha các bạn. Dầu nóng rồi mình sẽ phi hành với tỏi. Mình không cần phải phi vàng đâu nha, mình ngửi thấy mùi thơm là được rồi. Bắt đầu có mùi thơm mình cho thịt vô nha các bạn. Mình sẽ đảo cho thịt nó xanh mặt thôi nha. Khi thịt xanh mặt lên á, dù cho mình có hầm lâu cách mấy, thịt cũng không bị bẻ ra. Bây giờ mình sẽ cho cà chua vào. Hành này là hồi nãy lấy ở trong dưa muối đó các bạn. Bây giờ mình cho dưa muối vào mình om thôi. Món này làm rất là lạ mà ăn thì lại ngon. Mình sẽ dùng một lon nước súp gà bỏ vô cho ngọt nước nha các bạn. Đúng ra nhiều đây thịt thì mình cũng không cần đâu, mình cho nước lạnh cũng được rồi. Mình cho thêm một lon nước nữa. Vì đây là món dưa cải muối đó các bạn, thành ra cái độ chua của nó nhiều lắm. Mình sẽ dùng đường để quân bình nó nha. Mình sẽ cho 2 muỗng cà phê đường vô, 1 muỗng cà phê bột nêm. Mình không cho thêm muối nữa tại vì trong dưa muối có vị mặn rồi, thành ra bây giờ mình chỉ cần cái độ ngọt của nó. Độ chua thì đã có rồi. Bây giờ mình chờ cho nó sôi lên, có bọt thì mình vớt. Xong rồi khi gần chín mình sẽ bỏ khứa cá vô. Mình còn một chén nước dưa chua đó, lát nữa khi gần chín mình cũng sẽ bỏ vô sau nha các bạn. Bây giờ mình đậy nắp lại cho nó thấm gia vị vô trong miếng dưa. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra mình coi. Mình vớt bọt các bạn. Không có nhiều bọt để vớt nhưng mà mình không ăn mỡ, thành ra mình sẽ vớt mỡ bỏ nha các bạn. Mỡ này thật sự ra ngon lắm. Nếu bạn thích thì cứ để mỡ chứ đừng có vớt ra. Tất cả mọi thứ đều ngấm vô dưa hết rồi, gia vị ngấm vô dưa hết rồi. Bây giờ mình cho chén nước dưa này vô nha các bạn. Sôi lên mình nếm lại, xong rồi mình nêm, bỏ khứa cá vô là mình ăn được rồi. Nếu mà các bạn thấy có bọt á, mình vớt ra nha. Đừng để có nhiều bọt trong này quá, ăn không có ngon. Nó làm đục nước thêm nữa. Bây giờ mình sẽ nêm, mình sẽ nếm thử rồi mình nêm nha các bạn. Chắc chắn là mình phải thêm rồi, nhưng mà mình không biết phải thêm cái gì thôi. Mình sẽ cho thêm một muỗng cà phê đường nữa, nó hơi chua. Với lại mình sẽ cho khoảng một muỗng canh nước mắm vào cho nó thơm thôi nha các bạn. Như đây là cỡ một muỗng canh nè. Trong dưa cũng đã mặn rồi, thành ra mình không cần phải nêm nhiều. Mình chỉ cho một ít nước mắm vô cho có mùi thơm của nước mắm thôi. Bây giờ mình sẽ cho khứa cá vô nha các bạn. Khứa cá mình không có để lâu nha, mình để xong rồi mình cho nó vừa sôi lên, chừng 2-3 phút thôi. Gần chín rồi mình cho mấy trái cà này vô nha các bạn. Cà này giống như là mình để chân kiện vậy đó, thành ra mình muốn còn nguyên trái cà. Chừng 2 phút nữa là mình có thể ăn được rồi. Món này các bạn có thể ăn với cơm hoặc ăn với bún cũng ngon lắm nha. Miếng thịt này là bảo đảm là chín rồi, không thể nào còn sống được. Các bạn thấy miếng dưa của mình cũng ngấm hết rồi nè. Nếu bạn ăn cay được đó, món này các bạn có thể cho một ít ớt bột vô cũng ngon lắm nha. Mà nó lại đẹp mắt nữa. Bây giờ được rồi đó, mình sẽ tắt bếp mình vớt ra nha. Mình sẽ cho cá ra dĩa để riêng ra ngoài nha. Tảng cá này hơi lớn cho cái tô đó. Bây giờ mình sẽ múc canh ra nha các bạn. Dưa chua mà các bạn nấu kiểu này đó, có thể nấu bằng cá chép cũng ngon. Nhiều loại cá nấu được kiểu này lắm. Trời ngoài lạnh đó, thành ra mình lại cứ nghĩ tới mấy cái món loại này không à. Tô canh mình cũng xong rồi, bây giờ ăn thôi. Rồi, mình xong tô canh nha các bạn. Bây giờ còn con cá nữa. Mình cũng không quên dĩa rau. Món này mà thiếu rau là bớt ngon nhiều lắm. Các bạn cho một ít rau thì là lên nha. Món này rau thì là ăn rất là ngon nha. Rất là hợp với nó luôn á. Ngò thì không nhất thiết phải có nha các bạn. Tại vì mình nhà có sẵn á, mình cho thêm một chút vô để mình ăn cho có rau. Thường thường nếu mà mình có rau thịt là rồi đó, mà mình bỏ ngò vô đó, nó không có ảnh hưởng hết đó. Các bạn dùng thịt là rồi là kể như không cần phải có rau khác vô nữa. Mình sẽ cho thêm một ít tiêu lên.
Ông bà mình nói là bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Lâu lâu các bạn đổi món á, làm thử mấy món này ăn nha. Món này là đủ vị trong đó hết, vừa chua, vừa ngọt, vừa cay. Coi như là đủ hương vị của cuộc đời trong một tô canh này đó. Dưa thì các bạn có thể muối, mình có cái clip muối dưa đó thì chừng 2-3 ngày là các bạn có thể có rồi. Các bạn có thể thay cái rô phi bằng cá chép cũng được, hay có nhiều loại cá khác mình cũng có thể nấu theo cái dạng này cũng được. Hoặc nếu không các bạn không cần cho cá luôn, chỉ nấu với lại sườn hoặc là thịt ba chỉ không cũng ngon nữa. Nếu bạn thích món này cho mình xin một cái like và share cho bạn bè cùng xem nha. Nếu bạn có ý kiến gì muốn đóng góp cho mình xin trong phần comment. Chúc cả nhà ngon miệng với một tô canh cá rô phi om dưa này nha. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Mình là Nguyễn Hải. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ channel này.